tỉ mỉ đục đẽo, mài rũa, lau chùi, tất cả đều thủ công. Cho tới khi thành phẩm cuối cùng là thứ mà bao thế hệ cầu thủ khát khao được một lần nâng trên tay. Đây là xưởng chế tác chiếc cúp bóng đá cho các kỳ FIFA World Cup. Công ty đứng sau những chiếc cúp vàng danh giá này là GDE Bertoni, nằm tại thị trấn Padegno Dugnano tại ngoại ô Milan. Mặc dù chiếc cúp nguyên bản đầu tiên bằng vàng 18 carat được FIFA sở hữu và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng 4 năm một lần, công ty Bertoni được giao trọng trách tạo ra những chiếc cúp mô phỏng để trao cho đội chiến thắng. Công đoạn quan trọng nhất là chọn ra những cấu phần tốt nhất để làm nên chiếc cúp. Có khi chúng tôi chỉ chọn ra bản tốt nhất sau 4 lần tôi luyện, hoặc giữa vai cái chân đế phải chọn ra cái hoàn hảo nhất. Xong rồi ghép các mảnh hoàn hảo vào với nhau, mà thành phẩm cuối cùng lại không ổn, thì vẫn phải tháo ra làm lại từ đầu. Chiếc cúp nguyên bản tuy có hình dáng khá to lớn, nhưng lại rỗng ruột. Nó nặng gần 6,2 kg. Chiếc cúp cao 36,5 cm và đứng trên một chiếc đế có đường kính 13 cm. Chỉ riêng lượng vàng để làm ra chiếc cúp đã có giá trị 250.000 đô la Mỹ theo tỷ giá hiện tại. Chiếc cúp nguyên bản này được FIFA sở hữu tại trụ sở Zurich, có giá trị 20 triệu đô la Mỹ và là chiếc cúp thể thao đắt giá nhất hành tinh. Còn từ năm 1974 tới nay, các đội vô địch được sở hữu một bản copy của chiếc cúp và chúng làm bằng đồng mạ vàng. Rất nhiều đội tuyển quốc gia vô địch giải World Cup đã gửi lại chiếc cúp cho chúng tôi để tân trang, trong điều kiện cúp bị hư tổn nhiều. Kể cả đội tuyển Italia hay Pháp cũng thế. Nhưng điều đó cho thấy chiếc cúp thực sự đã được họ truyền tay nhau ăn mừng nhiệt tình. Điều đó thật tuyệt, vì để trở thành người chiến thắng, họ đã thi đấu rất vất vả. Vất vả nhưng giải thưởng cũng rất xứng đáng để nỗ lực. Theo một số tờ báo, phần thưởng dành cho nhà vô địch có thể lên tới 42 triệu đô la Mỹ, trong khi đội đứng thứ hai sẽ là 30 triệu đô la Mỹ. Đối với Qatar, nước chủ nhà của World Cup năm nay hy vọng giải đấu này sẽ mang lại lợi nhuận đến từ kích cầu du lịch và tiêu dùng lên tới 17 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Trung Đông này.